Tiếp theo trong cái phần chương 5 là các dạng toán nâng cao, thì chúng ta sẽ đi đến với các dạng toán nâng cao liên quan đến các ma trận phù hợp và ma trận nghịch đảo. Đầu tiên là chúng ta có về cái ma trận phù hợp A sao. Nếu mà chúng ta cho một cái ma trận A mà vuông cấp N thì A ma trận A bao gồm các phần tử AIG cấp N nhân N. Thì khi đó A sao là một cái ma trận phù hợp của ma trận A. Và A sao sẽ được ký hiệu là một cái ma trận A sao, nó gồm các phần tử A sao IG và cấp N nhân N. Thì cái phần tử mà thuộc dòng Y cột G của ma trận A sao lúc đấy ấy, thì lúc này nó chính là bằng được tính theo bởi các cái phần bù đại số AG. Các phần bù đại số này nó là các phần bù đại số mà của cái ma trận A. Từ đây chúng ta có được cái tính chất của cái ma trận phù hợp A sao mà chúng ta cần phải quan tâm ấy. Thì đấy là A sao nhân ma trận A thì bằng A nhân A sao và nó chính bằng D nhân E. Và trong đó thì D chính là cái định thức của ma trận A. Hay nói khác là A sao nhân A bằng A nhân A sao và bằng D của A nhân E. Và từ cái tính chất trên này thì chúng ta rút ra được cái hệ quả, chúng ta lấy định thức của hai vế. Lấy định thức của hai vế mà trong trường là DA nó khác không, tức là ma trận A khẳng nghịch, thì chúng ta rút ra được cái định thức của ma trận A sao thì chính là bằng D của A tất cả mũ N trừ 1. Thì trong đó là A phải làm ma trận khẳng nghịch và N nó là cấp của ma trận A vuông cấp N. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái đẳng thức này nó đúng với mọi ma trận, kể cả ma trận khẳng nghịch hay là ma trận suy biến thì nó đều đúng với mọi ma trận đó. Nhưng mà trong cái bài thi thì chúng ta chỉ được phép sử dụng cái tính chất này khi mà ma trận A khẳng nghịch thôi. Nếu mà đề bài bắt chúng ta tìm một cái ma trận A sao của ma trận A ấy, ma trận phù hợp của ma trận A, thì chúng ta thì chia tách làm hai trường hợp. Nên nếu mà A cấp vuông cấp 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ phải đi tìm các phần bù đại số và chúng ta xây dựng ra được cái ma trận A sao dựa trên các phần bù đại số mà cái phần tử thuộc dòng cái phần tử mà thuộc dòng Y cột G của ma trận A sao thì chính là bằng AG, là nó chính là bằng các phần bù đại số, nhưng nó sẽ cắt chỉ số dòng và chỉ số cột nó sẽ bị đảo chiều lại. Thêm trường hợp thứ hai là nếu mà ma trận A mà nó vuông cấp 4 trở lên. Thì rõ ràng là khi ma trận A vuông cấp 4 trở lên thì việc tính các phần bù đại số là rất là khó khăn. Bởi vì chúng ta phải tính đến 16 cái phần bù đại số mà nó là các cái định thức cấp 3 thì chúng ta mới xây dựng được ma trận A sao. Cho nên là trong trường này chúng ta sẽ sử dụng một cái mẹo, đấy là chúng ta chứng minh cái ma trận A mà hạng của ma trận A nó sẽ nhỏ bằng N trừ 2. Và khi hạng của ma trận A mà nhỏ bằng N trừ 2 thì các định thức con cấp N trừ 1 của ma trận A nó phải bằng 0 hết. Mà các phần bù đại số thì nó chính là được tính từ tích nó được tính từ các cái phần bù đại số. Các phần bù đại số ấy nó sẽ được tính là các định thức con mà cấp N trừ 1 của ma trận A. Cho nên là các phần bù đại số này sẽ bằng 0 hết và ma trận A sao lúc đấy nó sẽ toàn các phần tử bằng 0. Hay nói khác là ma trận A sao có hạng bằng 0 và cái ma trận A sao lúc này nó sẽ là một cái ma trận 0. Thì tiếp đó chúng ta đi đến với cả cái phần lý thuyết của phần ma trận nghịch đảo A mũ trừ 1. Thì ma trận A khẳng nghịch thì điều này tương đương với là ma trận A là không suy biến. Hay nói khác đấy là ma trận A lúc này nó tồn tại cái ma trận nghịch đảo, hay là ma trận A có ma trận nghịch đảo. Và điều này nó tương đương với là cái định thức của ma trận A nó phải khác không. Mà khi định thức ma trận A khác không thì ma trận A sẽ có ma trận nghịch đảo là A mũ trừ 1 nó bằng là 1 chia cho DA mà nhân với A sao. Thì trong trường hợp này thì chúng ta tuyệt đối không được viết là A mũ trừ 1 nó bằng A sao mà chia cho DA. Bởi vì là A sao trên DA nó làm phép chia một ma trận cho một số mà trong cái tính chất trong cái phép chia trong các tính chất của ma trận thì không có cái phép chia một ma trận cho một số, mà chỉ có phép nhân một số với một ma trận thôi. Và thêm nữa thì từ cái tính chất này thì chúng ta thể rút ra được là ma trận A sao ấy lúc này nó chính là bằng định thức của ma trận A mà nhân với cả ma trận A mũ trừ 1 khi mà ma trận A khẳng nghịch. Mà từ cái hệ thức ở đây thì chúng ta sẽ thu được là các phần tử mà thuộc dòng Y cột G của ma trận A mũ trừ 1 ấy.
lúc này nó chính là AEG ND. Thì nó sẽ là bằng A sao EG, tức là nó sẽ là bằng cái phần tử thuộc dòng Y của G của mặt trận A sao mà chia cho cái det qua định thức của mặt trận A. Mà trên thì chúng ta có được cái A sao EG chính bằng AG, cái phần bù đại số G của cái phần tử A nhỏ EG trong cái mặt trận A. Thì nó sẽ là bằng AG mà chia cho det A. Thì ở dưới đây chúng ta có một vài tính chất của ma trận nghịch đảo, đấy là A trừ 1 mà nhân A. Thì chính là bằng A nhân A trừ 1 chính bằng ma trận E. Thì thêm nữa là từ cái định thức, từ cái hệ thức ở trên thì chúng ta lấy định thức hai vế thì chúng ta cũng chứng minh được đấy là định thức của cái ma trận A mũ trừ 1 thì chính bằng là 1 chia cho định thức của ma trận A. Và nghịch đảo của cái ma trận nghịch đảo của ma trận A ấy thì chính là bằng ma trận A. Thêm nữa đấy là nghịch đảo của ma trận tích AB, trong đó AB là các ma trận vuông khả nghịch ấy, thì lúc này nó chính là bằng tích của các ma trận nghịch đảo nhưng nhân theo cái chiều ngược lại. Nó bằng B trừ 1 mà nhân A mũ trừ 1. Và tiếp theo thì chúng nếu mà để bài bắt chúng ta mà tìm cái ma trận nghịch đảo A mũ trừ 1 ấy, thì chúng ta cũng chia nó thành hai cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là nếu mà ma trận A mà là cái ma trận vuông cấp 1, 2, 3 thì chúng ta đi tìm cái ma trận A sao. Và từ đó thì chúng ta xây dựng được cái ma trận A mũ trừ 1 theo cái công thức A mũ trừ 1 thì bằng 1 chia cho det A mà nhân A sao. Trong trường hợp thứ hai thì chúng ta có thể sử dụng cách thứ hai, chúng ta sử dụng cái phép biến đổi và chúng ta đi tìm cái ma trận B sao cho đấy là tích của A nhân với ma trận B đấy nó bằng cái ma trận đơn vị E. Và khi đó rõ ràng AB, ma trận B lúc này nó chính là ma trận ma trận nghịch đảo của ma trận A. Ở đây nó là hai cái cách chính mà chúng ta có thể tìm được cái ma trận nghịch đảo trong cái bài thi. Tất nhiên thì để tìm ma trận nghịch đảo thì dựa vào các kiến thức về đại số thì chúng ta có thể có rất nhiều cách, nhưng mà tuy nhiên trong bài thi học kỳ thì chúng ta cũng phải nắm được hai cái phương pháp này thì chúng ta làm.